Ngay lần đầu tiên. Rồi bây giờ bác có muốn biểu diễn thể hiện gì không? Ví
cái cổ tay thì bắt đầu là không bình thường. Cổ tay đỡ tay chân dơ lên xem sao. Rồi, rồi, thẳng quái rồi đúng không? À, ông thầy này đảo ý về thôi nè. Dạ, rồi, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã làm không khí. Thì là em thấy tinh thần nó thoải mái hơn và con người nó nhẹ nhõm và nó yên đời hơn. Dạ, tại vì em thấy cảm thấy là cái bệnh em có thể là nó qua khỏi. Bây giờ bác sĩ cũng đã tư vấn ra để cho em học hỏi và xin bà con cũng chú ý đang nghe theo những đoàn bác sĩ này để mình chữa bệnh theo phương pháp này còn tốt hơn là thuốc tây. Hốp đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.